mới có em thôi, còn một em đẹp lộng lẫy, em ruột em ruột của chị, chị cất ở trong kia. Thanh Dung, người em thứ hai, xin mời. Xin mời Thanh Dung. Wow, đẹp không quý vị? Bây giờ coi hai em đó tình trạng sao để mình tư vấn. Rồi hai em về chỗ. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Tần Số Tình Yêu. Và bây giờ hãy chờ đón xem những thông tin ban đầu của hai nữ chính ngày hôm nay hấp dẫn như thế nào. Đầu tiên là Gia Linh đi. Em đang sinh sống và làm việc ở đây hay là mới vào đây sinh sống? Dạ, em thực chất là người Hải Phòng, gốc Hải Phòng. Và em vô Nam được 5 năm rồi. Hôm nay em đến với chương trình là mong tìm được một anh chàng có thể phù hợp với mình, và mình cũng có thể phù hợp với anh ấy. Và đặc biệt là anh chàng ấy thích mèo và muốn chăm sóc mèo giống như em. Rồi kế bên chị là cô gái có cái tên như là cái khuôn mặt luôn. Dạ. Thanh Dung ha, đẹp mà thanh tú nữa. Dạ em chào chị Việt Hương, em chào anh Hoàng và chào các vị khán giả ạ. Em tên là Thanh Dung, hiện em 22 tuổi và em đang làm bên diễn viên và mẫu ảnh nè. Em diễn ở đâu? Dạ em đang làm theo hướng truyền hình với lại cố gắng phát triển để học thêm kịch. Dạ. Em tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh. Diễn viên luôn mà đã thử qua tất cả các loại da cho nên sẽ cảm thụ được cái chân thật hay là không chân thật của các anh chàng. Nghe giọng nói thôi. Nghe giọng nói và cái cảm xúc, cho nên bốn bạn ngày hôm nay cũng là hơi áp lực cho bốn bạn một tí. Nhưng mình là đàn ông mà hôm nay mình đi kiếm một người bạn gái đồng hành có chung với Tần Số hay không, để có bao nhiêu cái hay ho là các em phải chơi bấy nhiêu luôn. Chơi bấy nhiêu luôn. Và bây giờ sẽ là sự xuất hiện của bốn chàng trai. Chàng trai đầu ngồi rất là thẳng lưng, cảm giác là cao ha. Nhưng mà các anh chàng số 2 rất là cao, tại anh chưa thẳng lưng, anh thẳng lưng cái là mất màn hình luôn. Đó, mất cái đầu luôn. Anh chàng số 3 ngồi thẳng lưng lên nè. À, đẹp trai không? Mũi cao, mũi cao. Đẹp trai quá. À, anh chàng số 4 ngồi thẳng lưng lên nè. Chàng số 4 cơ bộ mỏng mảnh giống hoàng ha, hoàng rất ha. Thí sinh, thí sinh. Xin. Rồi mời các bạn giới thiệu về mình. Xin chào mọi người, mình tên là Châu Phú, năm nay mình 24 tuổi. Công việc hiện tại của mình là biên tập viên. Sở thích của mình là đi du lịch, trò chuyện cùng với lại những người bạn. Hai bạn nữ ơi. Dạ dạ. Anh đã dành cả thanh xuân của mình để biên tập nhiều chương trình truyền hình, nhưng chưa có thời gian để biên tập riêng cho mình một cuộc tình đầm sâu. Hy vọng là đến với chương trình Tần Số Tình Yêu ngày hôm nay thì mình sẽ tìm được một người bạn gái đi hết cái quãng đường còn lại. Trời ơi, nghe giống như xài hết thanh xuân vậy chị. Bởi vì cái nghề nào cái đó anh thấy không? Dạ. Ta biên tập mà, ta chuyên môn viết những câu ngôn tình đồ. Cái tần số đầu tiên đã xuất hiện, anh chàng này biên tập, còn cô nàng Thanh Dung thì lại là cũng làm diễn viên bên mảng truyền hình nữa. Quê em ở đâu? Dạ em ở Huế ạ. Ở Huế. Rồi mời bạn số 2 ạ. Lời đầu tiên thì cho em gửi lời chào đến chị Việt Hương, anh Hoàng, hai bạn nữ và cùng toàn thể các bạn có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Mình tên là Bùi Ngọc Duy Chính, năm nay mình 23 tuổi. Công việc hiện tại của mình là người mẫu và bên cạnh đó thì mình có là một huấn luyện viên gym. Mình rất thích đi bơi và nấu ăn. À, nếu mà hai bạn nữ có thích nấu ăn thì về đội của mình nhé. Bạn Huế đâu? Quê gốc của em ở Hà Tây, nó gần chùa Hương. Nhưng mà nếu rước dâu á, có vợ rước dâu về chùa Hương không? Thì bây giờ gia đình em ở trong đây rồi mà. À, gia đình trong đây hả? Có nhà trong đây với ngoài đó cũng có luôn. Ý là nó hai căn nhà mà nãy thấy cao nữa hả Hoàng ha. Dạ. Kêu ngồi lên cái mất cái màn hình luôn. Cao mét mấy nè? 1m85. Người mẫu ảnh mà. Thôi bây giờ qua anh chàng số 3 đi chứ anh chàng 85 này cũng mệt rồi. Mà em đoán anh chàng số 3 cũng cao không kém đâu. À. Chào bạn. Xin chào tất cả mọi người. Hai bạn gái xinh đẹp, đặc biệt là hai vị MC anh Hoàng rapper và ông nội Việt Hương ạ. Ông nội Việt Hương ạ. Ông nội Việt Hương ạ. Thương quá. Này chắc fan tôi nè. À, mình xin tự giới thiệu, mình tên là Nguyễn Trung Hậu, năm nay 24 tuổi. Công việc hiện tại của mình là giám đốc kinh doanh. Mới 24 tuổi mà làm giám đốc rồi. À, em cũng có quản lý một spa tại nhà và một quán trà sữa. Em thì cũng biết ngôn tình gì lắm, đặc biệt yêu mèo và cũng biết rap sơ sơ. Nếu bạn nữ là một tính người thích làm đẹp và thích kinh doanh thì hãy cho Hậu cơ hội đồng hành cùng bạn nhé. Hậu ơi, Hương với Hoàng muốn hỏi Hậu là Hậu quê đâu? Dạ, em quê Bình Dương á chị. Dạ, gốc gác ra đó. Giờ làm ăn trên này, gia đình trên này luôn ha em? Dạ, gia đình thì vẫn ở quê ạ. Thôi bây giờ mời anh bạn số 4 đi. Dạ, và lời đầu tiên cho em gửi lời chào tới chị Hương và anh Hoàng rapper và các bạn trong khán phòng ngày hôm nay ạ. Mình tên là Anh Duy, hiện tại mình là đang kinh doanh trà sữa tại nhà. Và sở thích của mình là đi du lịch, đá bóng, nghe nhạc và chụp hình. Hiện tại mình độc thân, rất mong hai bạn nữ có thể cho mình một cơ hội mỗi ngày pha trà sữa cho bạn nữ luôn. Trời ơi, đó. Mỗi chàng trai đều có những điểm sáng và những ưu điểm của riêng mình. Chờ đón xem họ sẽ thể hiện như thế nào qua những chiếc ốp lưng điện thoại. Xin mời bốn chiếc ốp lưng điện thoại của bốn chàng trai. Rồi đúng là anh trai. Bây giờ nè, bốn cái ốp lưng thì cái màu nó bình thường. Mở cái màn hình trước đi. Mỗi chàng trai sẽ chọn một cái phong cách hình ảnh khác nhau trên màn hình nền của mình. Dung ơi, em ấn tượng với màn hình nền nào? Em ấn tượng số 2 hay số 3?
Hậu ơi, em biết lái mô tô hả? Dạ biết chị. Chị cũng thích lắm mà chị leo lên không tới. Màn hình số 2 cũng hay ha. Thì lúc mà mua điện thoại thì em cũng để như vậy luôn, chứ em cũng không biết nó là cái gì luôn. Cho em đổi hình dung hoặc là link lên đó. Còn nếu mà hôm nay hai bạn không đổi, chị gửi hình chị qua cho em để lên. Không, mà rõ ràng chắc là anh chàng Duy Chính này là người chung thủy với chị, trước sau như một mua điện thoại sao để y chang vậy đó, không rồi, đổi. Chúc chị gửi hình. Được chị. Còn với Gia Linh, bạn thích màn hình nền nào? Dạ em thích màn hình nền số 4. Đưa tay với lấy bầu trời. Ủa chứ không phải vợ ơi đưa tiền xài. Trời ơi tụi em, bây giờ là mình chương trình tần số là có thể tiếng có vợ chồng, hiểu không? Cho chị biết ý nghĩa của bàn tay xin tiền đó, bạn số 4. Tấm hình này là một đợt em đi biển, xong rồi em ngủ ngoài bãi biển luôn, em không vào phòng em ngủ. Sáng sớm em thức dậy thì em thấy mặt trời lên liền, vừa ngay tầm mắt em luôn, em đưa tay em chụp luôn. Thì lúc đó trong đầu em nghĩ á, giống như là mình đưa tay hướng tới một cái gì đó tươi mới, cái gì đó sáng sủa hơn, chứ không như màn đêm cô độc của mình nữa. Linh ơi, em có thích đi biển không Linh? Dạ thì tức là em rất là thích đi biển, nhưng mà dù em không biết bơi. Đi biển em không có tắm mà em thích đi dạo quanh bờ biển. Anh cũng thích như vậy. Em mới đi được có biển Vũng Tàu, tại vì Tàu. Vô trong Nam thì thật sự là 5 năm đối với em là đi em làm đúng không? Đi làm suốt à, em không có đi. Em ơi, số 4 ơi. Dạ. Ở Hải Phòng có biển Cát Hải cũng đẹp lắm đó nha. Đó cho nên mình có cơ hội lắm nha. Dạ. Dạ em cũng thích biển lắm. Em cũng thích biển lắm, em ơi. Dung cũng ơi, thích biển lắm biển luôn. Nói chung wow, dòng biển hiện giờ đang ngon nha. Núi số 1 là có bộ không em. Núi chưa có em. Sao Dung em nói? Em cực kỳ mê biển đây, em cũng thích cái cảm giác yên bình trước khi mà bình minh buổi sáng hoặc là buổi chiều á. Em thích đi dạo hay đi tắm? Em vừa thích kiểu đi dạo mà cũng thích chơi tắm để đi với bạn bè hoặc là với người yêu á, nó cảm giác giống như là mình thư giãn hết mọi stress luôn á. Anh thích là nắm tay người yêu đi dạo mà lúc hoàng hôn mà trên bãi biển á. Wow. Thì anh không thích đi những bãi biển quá đông, khá là giống với em là những bãi biển nó hơi yên bình một chút. Yên bình một chút. Em thích bãi biển nào để anh lên lịch anh có thể dẫn em đi? Em cực kỳ thích Nha Trang. Nha Trang à, anh cũng muốn một lần đi Nha Trang thử. Dạ. Nhưng mà có một lần thì em đi Vũng Tàu thôi, tức là buồn cái xách xe tự đi à. Tự đi một mình hả? Dạ đúng rồi ạ. Nói chung là anh chàng số 4 này nhờ cái bãi biển thôi, thiệt tình nha, nữ đó có đây là cái tâm lý thôi, chị nghĩ thôi, là con gái thường thích biển hơn. Cái bạn nào hơi cá tính chút mới thích núi rừng, là thích chinh phục đỉnh núi rồi thích vô rừng này nọ. Cho nên với hai bạn số 1 với số 4 là hai cái hình ảnh khác biệt luôn. Nhưng mà mình đừng có thấy biển mà mình quên núi nha. Tại vì em cũng thích núi, nhưng mà em chỉ thích đúng duy nhất một nơi đó là Đà Lạt thôi. Tại sao có nhiều chỗ chụp hình? Đà Lạt nó cũng là mang cái cảm giác cho mình một cái sự yên bình. Thì Dung ơi, ở đây có núi có biển và anh có xe, anh có thể chở em lên núi xuống biển được. Em có trao cơ hội cho anh không? Trời ơi. Nói chung là anh là xe ôm cho em đó. Nói chung là xe ôm chở ra biển, gặp anh biển hoặc anh núi. Dạ, thiệt sự thì hôm nay nó cũng hơi khó với em, bởi vì mỗi anh có một cái yếu tố mà bản thân em cần. Như em thích biển nhưng mà em cũng thích mô tô, nên là em cũng đang kiểu đang đắn đo rất là nhiều. Biển với mô tô ơi, hai anh chàng trà sữa ơi, người ta vẫn cần mô tô để chở ra biển, bây giờ hai đứa hợp tác đi. Anh Chính ơi, cho Dung hỏi là Dung cảm nhận là anh sống khá là đơn giản nhưng mà cũng hơi nội tâm đúng không ạ? Đúng rồi. Anh có thích biển không? Anh cũng thích biển, thì ví dụ như là thời gian rảnh thì anh thường đi là đi bơi hoặc không thì anh chỉ nấu ăn thôi. Em biết bơi không? Dạ có em. Hai đứa bơi. Linh biết bơi không? Em không. Em bơi nói là em ra biển chỉ đi ngắm. Linh không biết bơi nè. Cô tập anh, được. Anh có thể dạy em bơi anh được. Anh có thể dạy cho em bơi được. Anh Chính ơi, anh là người miền Bắc giống em, thì là anh vô với gia đình hay là một mình? Lúc trước thì anh vô đây cùng với bác, thì bây giờ thì anh sống một mình, còn gia đình thì vẫn ở ngoài đó. Gia đình của em có bao nhiêu người? Gia đình em có 4 người. Cũng giống như anh cũng có 4 người. Anh có một người, bố mẹ và một người em trai nữa. Thế thì em cũng có một người em trai anh ạ. Ôi quá. Em trai mấy tuổi? Dạ em trai em năm nay lên lớp 5. Lên lớp 5, còn Chính? Em trai của em thì là học lớp 12. Rồi bạn ơi, mời màn hình bên trong của bạn số 2. Dạ. Gọn gàng, sắp xếp chỉnh chu. Mình vô hình đi. Mình coi cái mà em chụp hình gia đình nè, bạn bè. Trời ơi. Còn đây là ví dụ như là đồ ăn thì bình thường em tự chuẩn bị cho bản thân. Em chuẩn bị luôn á hả? Dạ đúng rồi. Nó chia thành 6 bữa đều. Còn ví dụ như đây thì là bữa cơm mà em thường nấu ở nhà. Trời ơi Linh với Dung ơi, vậy là tụi em về chỉ ăn thôi chứ đâu cần làm gì nữa. Khéo quá, khéo hơn tôi luôn rồi. Chị em hỏi hai bạn luôn, thì hai bạn có thích ăn cơm ở nhà không ạ? Dạ dĩ nhiên là có rồi, tại vì thật sự là em vô Nam được 5 năm nhưng phần lớn các bữa
cơm của em đều tự em nấu. Tự món tủ của em thì em thường thích món gì ạ? Em thích những gì liên quan đến gà. Cùng sở thích với anh không thích gà. Không đúng. Dạ thì em cũng thích ăn cơm gia đình lắm, nhưng mà tại vì do một phần tính chất công việc, thứ hai nữa gia đình em rất là ít người, thì chỉ có hai người thôi, cho nên là em cũng... với ai? Dạ em với mẹ. Gia đình con một. Chính ơi. Dạ. Em về em làm rể là thôi rồi luôn rồi, nhất là mẹ vợ nữa ha. Tuổi chắc cổ cỡ khoảng 50 mà đẩy khẩu phần ăn tốt, sức khỏe đẩy ra cái là thôi. Dạ. Cưng á, cưng ghệ á. Thôi bây giờ thoát ra nha, vậy là mình nắm sơ nhau nè. Mỗi lần em giải trí bằng trò chơi điện tử à, em còn chơi chứ em chỉ có nghe nhạc thôi chứ em không biết chơi game. Cho chị nghe thử coi nhạc gì không? Thì đa số thì em nghe nhạc rất là buồn. Ballad buồn à. Dạ. Anh chẳng sao mà. Trời ơi, toàn những bài thất tình không chị ơi. Anh ơi, cái lít nhạc của anh như lít nhạc của em à, trời. Giống em luôn. Linh với Dung là có giống nhau á. Dạ. Số 2 xong rồi. Mở số 1 ra. Bây giờ là Linh ơi. Dạ. Em có thấy gì đặc biệt không? Sao chị thấy quá trời rối quá. Anh cho em xem về hình ảnh của anh được không? Đồ ăn, đồ uống, gia đình em. Ý, có con cún kìa. Ở nhà bạn có nuôi cún hả? Dạ không, cái này là hình ảnh em đi tác nghiệp à. Hai bạn nữ có thích động vật không ạ? À? Em không những thích mà em còn cuồng. Nhất là loài mèo luôn đó anh. Bây giờ mình khai thác thêm một số cái ứng dụng nào Phú ơi. Dạ. Hình ảnh thì đa số là về công việc rồi. Cho em hỏi hai bạn nữ một xíu nha. Theo hai bạn thì trong cái chuyện tình yêu á thì hai bạn đề cao những cái gì? Sự chân thành ạ. Gia Linh thì trả lời là chân thành, còn Thanh Dung? Dạ em cũng chân thành luôn, bởi vì cái chân thành thì mới thể hiện được cái chuyện tình cảm của mình, mới thể hiện được. Cần chung thủy không? Dạ cần. Chân thành, người bán online này nên cần chung thủy. Dạ đúng rồi. Và chân thật. Tại em thấy là từ cái chân thành nó sẽ sinh ra được nhiều thứ hơn. Đúng rồi, đúng rồi. Có không em? Dạ có. Cảm ơn hai bạn nữ rất là nhiều. Cái quan điểm về tình yêu của mình là yêu là phải hy sinh và phải có sự đồng cảm với nhau. Anh chàng Phú này có bộ đầm tính ha. Chắc làm biên tập cho nên đầm. Quê em ở đâu hỉ? Quê em ở Hậu Giang miền Tây ạ. Sao Gia Linh vừa mới nghe trai miền Tây các bạn ơi, dịnh vô trái tim của mình, sợ nó rớt ra hả? Từ trước giờ em cảm mến các bạn trai miền Tây lắm. Nghe giọng của các bạn nam miền Tây nghe rất là vào tai. Dạ không biết là hai bạn nữ đã có đi miền Tây chưa ạ? Dạ em có đi rồi. Như vậy thì chúng ta cũng đã thấy được sơ sơ đặc điểm của anh chàng này khá là sâu sắc và mang nhiều thông điệp qua cách chia sẻ của mình.